Hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay Tuyền cũng lên đến hàng bánh chú xem hàng nhớ nhớ để cái ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 nha bánh chú nha. Đây hôm nay đó thì đồ nghề thì cũng có linh tinh bao nhiêu đó bánh chú ha. Búa nè. Đó hôm qua bánh chú nào mà chưa chút búa được á dặn Tuyền búa thì hôm nay Tuyền lên video nha. Búa lô búa này về quá trời đẹp. Nên là chút chú thì hàng đẹp còn chú sao thì hàng xấu nha. Thì nói chung là giá là cái nào nó cũng có cái giá của nó hết trơn á, đẹp thì giá đẹp, xấu thì giá xấu đó. Rồi mấy anh đưa chú mà thích ra xài mình siêu tầm luôn thì mình ra mình chút hàng đẹp đó. Rồi bắt đầu số 1 ha. Thì bánh xe hôm nay số 1 từ còn bánh số 1 không mày nha. Bánh số 1 là phi 30 phi 38 ha, nó cao từ dưới đây lên đây là 5 phân đó. Số 1 còn số 2 hết rồi. Số 1 này giá của nó là 60.000 ha. Bộ của nó thì gồm hai cái xay hai cái không xay nè đó. Rồi số 1 ha, 60.000. Số 2 số 3 mới là số 2 số 3 không có bên chú ha. Số 2 3 bánh xe không có kẹp. Rồi số 4 nè, số 4 là vũa kim cương ha. Vũa này vũa dao vũa kéo rất là bén luôn. Vũa này mấy anh chú mà vũa dao kéo mà mẻ kéo mà anh chú khỏi mở ra mà để gì ha, mình vũa luôn, vũa luôn là bén ngót luôn. Rồi số số 4 nè, 120. Số 5 kéo cắt vải, kéo này siêu bén mấy anh chú. Kéo này nó dài 26 xăng nè. Cái này cái giải quần jean ha, rất là dày luôn mình nè. Đó, kéo này dài 26 xăng ha. Số 5 ha. Số 5, số thứ tự của nó là số 5, 130.000. 130.000. Rồi số 6 nè, số 6 này dài 29 xăng bên chú ha. 29 xăng số 6. Kéo này đẹp nhà bán đó bên chú ha. Bên chú nhận hàng nói chung là kiểm tra hàng thoải mái. Test ok luôn. Thử trước mặt cô tá luôn ha. Rồi số 6 hai giá của nó là 150.000. Số 7 cây này á là nó dài 31 xăng. Mấy cái hàng này nó nhái xuất Nhật thôi mình chú nha, chứ nó không có hai chuẩn hàng Nhật đâu. Nếu mà chuẩn hàng Nhật nó không có giá này đâu á, nhưng mà hàng này là hàng chuẩn loại 1 luôn. Rồi cái số 7 ha, 170.000. 170.000. Rồi số 8 cái bay ha, bay nè. Cái này bay, cái bay này bằng cây luôn ha. Mấy bay này hàng đã qua sử dụng ha. Cái này nó dơ thôi, cá hầu còn cắt cứng thường ha. Đó, cái này nè cứng thường luôn, cái tâm giác đó. Mấy bay này hàng về hàng chưa xài cũng nhiều lắm. Rồi bốn cái này ha, số 8 ha, 70.000. Hai cái bay nhà má luôn ha. Một cái bay nhỏ số 8 ha, 70. Rồi số 9 nè. Đó, hôm nay gỗ thanh lý thì lên được 3 gỗ. Tại vì sợ mấy cái hàng thanh lý thì nó lâu. Đó, cái này một cái mỗi lớp nè, mỗi lớp mượn cái này size 250 nè anh chú ha. Nói chung là mấy hàng thanh lý này á, thì nó không có đẹp bên chú ha. Thì bên chú xài thì ok, chứ còn đẹp thì nó không đẹp bên chú ha. Đó, cái này nó gơ nhẹ thôi. Cái này thép thép đời cổ luôn nè. Lết này thép đời cổ nó rất là nặng luôn. Thép rất là chắc thường. Rồi một cái xà beng nhỏ nè. Nè, một cây kìm mẫu quả nè. Cây này hàng theo máy nè. Găng này còn đẹp, hàng theo máy ha, nó không có thương hiệu, hàng theo xe á. Rồi chìa khóa, nó mấy chìa khóa này khóa xịn không nè mấy chú, thắt nè. Cái này 24-30 nè. Cái này của hiếm nè, cái này 26-21 nè. Nó khóa này luôn mấy chú mà xài hàng. Rồi cái này L21 nè. Nói combo này ha có 140.000 nè mấy chú. 140.000 ha. Luôn tiền ship luôn, chưa được 200.000 nữa mà một đống đồ dùng luôn. Đó, nó vô vít nè, vít mền
nó chóc xi thôi, nhưng mũi nào mũi nấy còn ok hết anh chú nha. Nè, nó chóc xi á. Số 10 nè. Đó thì mấy chú xem mà mình ưng cái gỗ nào ha. Ưng gỗ nào thì gọi tiền chút đâu. Rồi cái này tiếp 21 L. Vít nè. Mấy cái vít hai đầu á, vít hai đầu này xài tiện thêm mấy chú ha. Nó có kèm theo đầu vít nữa. Giờ một cái. Rồi một cái kìm nè. Kìm này kìm gấp mà không có găng ha, trơn mà cũng dài lắm nè, dài hồi trên 20 á. Rồi cái này cái kéo cắt bị bạ. Rồi cái cây này là cây kèm túc điện nè, túc điện và cắt điện luôn nè. À, xấu à, mấy hàng nó xấu. Rồi cái kèm này nó bị hở miệng nè mấy ha, găng thì còn đây mấy chú kèm ngủ xài, mấy chú xài găng cái cây này. Tổng chung là tiền vệ sinh sạch sẽ cho mấy chú hết rồi ha. Cái này 24, 27 nè. Cái kèm gắt nè, nó mấy cái này chóc xi vậy đó. 24, 27 quá nè. Gắt. Tháo bù rì. Cái này 11, 13 nè. 10, 14 nè. 17, 19 nè. 14, 17 nè. 20 nè. 19 nè. 19, 21. Số 10 ha, 140.000. Rồi 11. Rồi một cái kìm cắt kẽm. Đó. Cái miệng nè, nó bị chớt cái đầu miếng em anh chú nha. Mình cần cắt trong đây ok nè. Rồi một cây lò xo nó hơi còn hơi rít nữa chứ ha. Cắt. Rồi một cái kìm ổ quả luôn. Cắt nó nè. Mấy cái này nó không đẹp thôi nhưng mà còn xài ok mấy chú. Rồi một cái chọt luôn. Mẻ này. Cây này 27 nè. Rồi khóa này thì khóa mở gì không biết chà bá luôn. Cái này 24 22 24 nè. Vít nè. Vít quá lớn nhỏ. 57 19 22 nè. 21 23 13 17 11 13 nè. 8 9 nè. Một cái đầu nè, đầu này gãy rồi, xài đầu này, đầu 10. Tháo bù ri nè, 14 17. Hai cái kìm cá luôn, một cây mỏ lết luôn, một lết C200 luôn nè. Số 11, 11, 140.000. Đó, nói chung là một bộ này có 100 mấy mà mấy chú xài ha. Kìa, mỏ lớn rồi, kìa đầy đủ hết. Con cá là nó không được đẹp thôi. Rồi, bắt đầu vô búa ha. Búa thì thôi, đẹp lắm mấy chú. Lô lô thì nói chung là lô hàng mới về, cái nào đẹp lên trước. Cái đèo nào đẹp lên trước hết trơn. Đây, cái này là búa đây, cái đầu này đầu PU nè, cái đầu này đầu cao su nè, cái đầu này có dấu xài nè mấy chú ha, còn rất là đẹp. Đầu này đẹp nè, đầu này có dấu đóng nè. Đó, rồi cái búa này ha, số 12 ha, 50.000. 12 50.000. Rồi 13 nè, 13 một cây búa đầu này
không có tè mà chỗ này nó có dấu một chút xíu đây nhỏ ha. Đó, cái búa này xài biết nào hư dòng búa cô hết luôn anh chú ha. Cái này cán sắt luôn, cán sắt ha, nó có bao nhựa ở đây, bao nhựa cầm cho nó khỏi trơn trượt ở đây ha, tem mạ còn đây. Cái này số 13. 13 120.000. Má cái đầu này còn ok luôn, là không bị mòn gì luôn không? Rồi 13 120.000. Rồi 14. Đó, nói chung là mấy chú mua tiền lên lẻ lẻ chứ tiền đặng cho mấy chú dễ xài ha. Đó, mấy chú nào xài ít á mua lại một cây. Đó, mấy cái cán này còn nguyên si chất thừ luôn mấy chú. Này do nó bị dơ. Có mấy chú nhiều anh chú siêu tầm múa cái về mà đánh dầu lên nó rất là đẹp luôn. Rồi số 14 ha, 60.000. Rồi số 15 nè, cái búa này búa bát giác. Trời đất ơi con đen. Con đó kìa. Ra con la la con đen ơi. Rồi cái đầu búa này là đầu búa bát giác. Đây chữ nhìn chữ mộc nhật in chìm luôn mấy chú ha, chữ in chìm nè, đó. Đầu không có tè đầu gì hết trơn mấy chú ha, đầu rất là đẹp nè. Cán tem đồ màng nè, cái này nó hình cán nó dơ thôi chứ còn thường cái này đánh ra phải là đẹp dơ đẹp tuyệt vời luôn. Rồi số 15 nè, 60.000. Rồi 16, một cái búa đầu hai đầu tròn ha. Đó, hai đầu tròn, đầu búa còn rất là đẹp luôn nè. Đó. Cán còn cứng khừ luôn. Đó, rồi số 16 ha, 50.000. Mấy cái búa này tầm mấy lạng ha? 3-4 lạng. Rồi cái búa này số 17 ha, cái búa đồng tiền ha, búa đồng tiền này đồng tiền to nè, này có dấu dày nè ha, có chữ in chìm đây, cán cũng thừa mà dài luôn ha, cái này gần nửa ký luôn luôn ha, 450.000. Rồi cái số 17 này 60.000. Rồi 18 nè, 18 một cái búa đầu bi luôn, búa đầu bi, búa này 6,5 lạng. Cái này chắc còn 6 lạng bộ lông cá, 6 lạng rưỡi. Đó, đầu búa còn rất đẹp anh chú ha. Nè. Đầu búa không có tè đầu gì hết ha. Cái búa này đây, còn chữ trên cán, cán còn cứng thừ luôn anh chú ha. Rồi số 18 ha. 90.000. Rồi số 19 nè. Số 19. Cái búa này nó để đầu búa là 500g nè. Ủa 450g. Thì luôn cá ra 6 lạng. Cái dòng búa này của gì đây? OH, mua OH cho anh chú ha. OH da bằng thép nè, cực kỳ đẹp luôn. Cái đầu cá búa này nó ngắn nha anh chú ha. Cá búa này nó ngắn hơn tất cả các kia, mà cá búa còn cứng thừa luôn, đẹp ha. Rồi số 19 nè, 100.000. Rồi số 20 nè, 20 một cái búa đầu bi luôn. Cái này có dấu nè, đóng có dấu thôi chứ không có bị gì hết đó anh chú ha, không có bị tè đầu. Rồi thép nó còn rất là đẹp. Đây dòng búa OH da băng ha. Đó. Cán này còn rất là đẹp luôn. Cái này á nặng nửa ký luôn ha. Rồi cái này số 20 ha, 90.000. Rồi 21 nè, 21 hai cây. Hai cây búa nhỏ mini rất là đẹp luôn. Một cây một đầu tròn nè, một đầu nhọn nè ha. Cái này đầu đều này để gõ. Rồi chữ in chìm đây. Đó, cái này nó có sần ha, này nó có một lớp sần đây, hay là mấy ông làm gì á, giống như là ngồi dọc chơi vậy đó. Rồi một cái búa đầu bi hai đầu tròn nhỏ xíu mini UH luôn. Cái búa này nó nặng 2 lạng mấy chú, cây này nó cũng 2 lạng luôn ha. Rồi số 21 một cặp bé bé xinh xinh rất là đẹp, số 21 100.000. Rồi 22 nè, 22 cây này là nó nặng nửa ký đó. Cái này nó có dấu sần như thế này ha, không có bị tè đầu gì hết đó.
cá ngon cứng thừ luôn, đầu nhọn nè. Chữ anh chị em đây. Cái đầu của rất đẹp. Rồi số 22 ha, 80 nha. Rồi 23 một cái búa đầu trâu. Khí thế cá gỗ luôn, cái đầu này quá trời quá xá bự rồi. Cái này nó nặng được 7 lạng. Cái này nó 7 lạng anh chú. Này. Cái đầu đóng đinh nè. Đây, chỗ này nó có một cái dấu tí xí thì xì chỗ này ha. Rồi chữ anh chìm đây. Cái này nè. Cái này vệ sinh, đưa vô vệ sinh cái nó bị cạ. Cạ cho cái máy. Rồi đầu dấu đinh còn rất là đẹp anh chú. Cán cổ còn cứng thử ha. Tem cán còn tem luôn nè. Cái cán này dài mấy chú em, cái đầu trâu cán dài. Cái này tổng thể cây này nó dài là 38 nè, 38 năm luôn, 39. Cái nó dài được 34. Rồi số 23 ha, 150 nghìn. Cái này mấy chú đánh. Rồi cái đầu này còn dữ dằn nữa nè, cây này dài thường nữa nè. Cây này cũng nặng bằng cây kia luôn mà cán nó dài hơn ha. Dài hơn tí nè, đầu đóng đinh còn đẹp luôn. Chữ anh chị em đây nè. Cái đầu nhổ đinh này rất là đẹp. Cái đầu nhổ đinh này mấy chú xài hoài biết khi nào mà hư cái đầu này luôn á. Thép nó rất là chắc luôn. Cán thì còn rất là ok nha. Cái đầu trâu này nó bự á, bự này từ nãy từ bên đây, qua đây nó tới một tấc 6 mấy chú ha, tấc 6. Cây này á, tổng thể cây này nó dài là 45 ha. Cái cán thông này nó dài được 41, cán gì quá dài dài ha. Cán này mấy chú về đánh móng đánh dầu lên nữa. Siêu tầm là bá cháy luôn. Cảm cái là thì này đi đòi nợ cũng được luôn nè. Cái này số 24 rồi, số 25. 25 cây này 7 lạng. Quên nó có cái thuốc luôn đó cha. Cây này nửa ký. 550 g. Cây búa bầu. Đầu bầu ha. Quá trời đẹp luôn. Nước bóng còn ngửi thinh luôn nè. Cây này cây này chữ anh chị em đây bên chú nè. Là hàng chuẩn xài mà siêu tầm luôn mấy chú nha. Cán còn mới tinh mới cáo luôn. Tem mạc nó mới chóc thay đo nơi luôn. Rồi số 25 ha, 100 nghìn. 26 nè, 26 ba cái búa. Nhỏ xinh. Búa này nhỏ xinh nó cũng đẹp luôn. Đây một cái búa này á. À, có sần thôi chứ nó không có tè đầu ha. Rồi một đầu vậy nè. Một đầu bên đây nó vậy nè, nó siêu mini đó, của bắt giác siêu mini nữa nè đó. Mấy cái đầu này thì rất là thấy cưng luôn. Rồi cái số 26 ha, ba cây này 100 nghìn. Rồi 27 nè, một cái búa OH một ngàn cái thân ký luôn. Rồi cái này gần 1,2 kg mấy chú ha, 1,150 kg luôn đó. Dòng búa OH đầu chà bá bự luôn, không có tè đầu anh chú ha, có dấu chày thôi chứ không có tè đầu, đầu rất là đẹp nè ha, có dấu chày ha chứ không có bị tè đầu. Cán thì ok luôn, cán này rất là chắc thư luôn. Cán này nội cái cán không là nó dài 34 ha. Cây này cầm luôn tổng thể nó dài được 38 năm. Rồi số 27 150 nghìn. Rồi số 28 nè, 28 cây búa này á, búa của OH ha, búa bắt giác này là đầu này nặng ký mốt thì tặng luôn, cây thì nó nặng 1,250 kg gần ký 3. Cái đầu này còn rất là đẹp nhưng mà cái cán này nó búa OH, nhầm búa OH đúng không? OH là thương hiệu nổi tiếng của búa luôn hay sao? Đẹp lắm. Cán này là đẹp ha, nhưng mà đây nó bị chớt nè, xước đây một miếng nè. Đó. Rồi số 28 140 nghìn. Búa này cán đẹp nữa rồi, nó quá xuất sắc rồi. Rồi số 28 chị. Rồi 29. Đây 29 cây này là đây 29 cây này là cây kiềm MCC ha. MCC. Cây 350 bên chú ha, 350. Cây này đó, thép còn đẹp ha, mọc in chìm luôn. Găng nè, găng quá trời quá xá đẹp. Cái
nó chóc nước sơn thôi, chứ còn thép thì nó quá đẹp luôn ha anh chú ha. Cây này nó hở hàm nó được là 6,5 phân anh chú, 6,5 phân. Thép quá đẹp đó, lò xo ok ha, vệ sinh sạch sẽ nè, găng nè, găng là khỏi chơi vào đâu luôn. Rồi cây này số 29 150 nghìn. Rồi số 30 nè, cũng là cây xây 350 luôn. Cái này 350 là thương hiệu này, thương hiệu của hết ha, hết mọc nhật kinh chìm đóng da băng. Cái này á, nước sơn còn đó, này mỗi người thích cái hiệu và thương hiệu nào thôi ha. Những cái thương hiệu này răng này quá trời đẹp luôn chưa đó ha, răng không mẻ không mòn luôn, thép rồi nè, cái nước thép còn quá đẹp luôn ha. Thép còn, nước thép còn bóng dần, nó chóc sơn nhưng mà nước thép còn bóng dần à. Rồi cái này nó hở hẹp được cũng là 6,5 phân mấy chú ha. Rồi số 30 ha, 150 nghìn luôn. Rồi 31 một cây cắt kẽm luôn. Cây cắt kẽm này, cái này cắt kẽm được 5 mm mấy chú ha, 5 mm. Cây này của ARM vậy nè. Cây này còn đẹp mấy chú nha. Cây này đẹp. Phải đi ra băng anh chìm này nè. Đó, in nổi cho mấy anh chìm. Đó. Cán tay cầm còn ok luôn, xây 300. Cái miệng này nó có sần ha. Cái miệng đây nó nước thép đó, nó có sần. Lưỡi không mẻ. Đây. Lưỡi siêu đẹp luôn. Cây này rất là thà đẹp luôn. Còn nguyên nhìn người nhìn tổng thể cây này rất là đẹp. Cắt cáp 5 ly ha. Rồi số 31 160 nghìn. 32 nè, 32 cây này cây cái kìm móng kẹp hàng gì nè mấy anh chú. Kakuta. Rồi vậy rồi mấy dặn xuống nữa hả? Dặn lên, dặn xuống gì đó, dặn rồi kẹp lại. Này nói chung là tiện hơn rành cái này nó mấy chú, nào mà thấy mình thích hợp với công việc của mình thì chốt thôi chứ. Cái này nó dài 25 năm. Cái này nó đỡ hạ xuống đây là 7 phân. Rồi số 32 ha. 32 120 nghìn. 33 mỗi lớn. Đó, bữa nay mỗi lớn, bữa nay mỗi lớn quá trời mỗi lớn nè. Mỗi lớn đẹp không anh? Cái này nó nhiễu chì nè mấy chú. Cái này nhiễu chì nè. Miệng thì có dấu xài ha. Cái này xây 300 của Lotter. Nè, nó hơi lù lên thôi nhưng mà chiếc xì còn ok, chưa chóc. Nắng quá men du. Thầm như thời tiết này ở đâu ăn nắng không có gơ lắc. Nè, anh chú nha, nhích mạnh lắm nè, nó nhích mạnh lắm, nó chút xí xì ha. Cái miệng còn vậy là nói chung là hàng của Lotter nó xài nó ok nhiều. Đó. Rồi số 33 ha, 150 nghìn. Rồi nắng mà muốn thở không nổi. Ủa hai cái cây mỗi lớp nó có 500 trời. Coi nè. Ai mỗi lớp nó có 500 luôn á. Trời má ơi ạ. À. Hết gì dữ vậy? À đây nè, hết mấy cái nhâm vô nè, có 500. Cái này mỗi lớp cây này cũng của Lotter luôn nè mấy anh chú ha. Cái này là xây 250 nè, Lotter hiệu con tôm. Mọc in chìm, cái này nó lu rồi nè, ha, lu cái nước xi rồi nè, nó xém chóc nè, miệng thì còn đẹp. Nó đẩy ra rất là đầm ha. Là cái này là nó không có bị rít. Ủa nó không có bị gơ. Rồi số 34 ha, 100 nghìn. 35 nè. 35 Toyota. Thích in da băng, in chìm. Cây này còn đẹp, xây 200 mấy chút ha, cái miệng cũng còn đẹp luôn, bóng nè. Rồi số
35-90 nghìn. Rồi 36 nè, 36 Risuke gì nè, một anh chìm ha, cái này xây 150, miệng có dấu xài nè. Đó. Không gờ lắm. Rồi số 36 e 50 nghìn. Rồi 37 nè, 37 một cây kìm điện, cây niệm điện Bujinja nè ha, cái này là đời cũ không ạ. Cái này dài 19 mấy anh chú ha. Đây, miếng thép còn rất là đẹp. Miệng thì thấy khích nè ha. Bujinja mọc giật in chìm luôn nè. Răng, đây, mấy cái hàng này răng còn khá ok luôn mấy anh chú ha. Nó răng nó có xài nước rồi mà còn khá rất là ok luôn. Bao da thì còn ok, cắt điện xài điện ok nè. Rồi. Quá im. Cắt ba cháy, ngọt ngay sớt luôn. Rồi số 37 140 nè. Rồi 38 cắt kẽm nha. Đây một cái kìm cắt kẽm MCC ha. Bao da mới tinh luôn ha, cái nước sơn ngay còn. Mà cái miệng này nè, cái miệng này có sần ha, là cái miệng nè. Nó sần ha, lưỡi thì không mẻ. Lò xo rất là mạnh nè. À, lưỡi không mẻ nha. Mấy cây này cắt kẽm gia đình cực kỳ bén luôn anh chú ha, quá trời bén luôn. Nói chung là cây này cắt kẽm gia đình rút rất là tiện luôn, cầm tay dễ cầm. Rồi số 38 140. Rồi 39 nè, 39 một cây đưa chuột. Cây đưa chuột cây này, cái này super ton, cái này 10-13 nè. Kêu giòn nè. Trời ơi quá trời đã luôn, găng quá trời bé. Rồi số 39 140 nghìn. Rồi 40 nè, 40 cây cần tiếp. Cây cần này á, là cần 3/8 anh chú ha. Cần 3/8 dít ton gì nè. Không phải quất gì nữa, đọc có ra đâu. Chung quanh đâm. Cái này cây này còn đẹp ha, nước xi đẹp nè. Cây này nó hiện đại, cái là nó bấm cái bấm ốc nè. Đó, ha, bấm bấm để mà để ốc vô rồi, hoặc là bấm cái ốc nó nhả ra. Đó. Kêu còn rất là giòn mấy chú ha, không gơ lắm. Cây này thì nó dài được 20.5 à. Rồi cây số 40 này ha, 40 170 nghìn. Rồi 41, hai cây cảo. Cặp cảo này, cái này nó một cặp đó y chang luôn mà khác màu thôi. Cái này đây, da băng. Này 75 à. Cái này để phần 3 phần nhân 11 phần 2 vậy đó. Đây xuống đây nó 85. 90 lớn là còn trừ hao nữa là 85. Rồi số 41 100 nghìn cặp này. Rồi 42 nè, 42 cây cắt ống quá xá đẹp anh chú. Cái màu gì nó chói lội luôn, màu quá trời đẹp luôn nè. Cáp Bat City 2 gì nè. Cái màu này đẹp. Lưỡi cắt không mẻ miếng nào luôn anh chú. Lưỡi luôn bén, bén ghê luôn nè. Cái này cắt to luôn á. Cái này đây, MCC da băng mấy chú ha, MCC da băng. Cái này thì đo sao ta? Chắc là lên tới đây là được rồi. Hoặc à. Đó. Mấy chú hình dung dùm tiền nha, chứ giờ thì đo biết đo sao đây, từ đây này là 7 phân nè. Cắt ống 60 hả? Ống bự luôn, ống chà bá bự luôn. Rồi cây này số 42 350 nghìn, quá trời đẹp nha bên chú. Đẹp. Rồi 43 một cây phân tay nè. Phân tay cây này là còn đẹp bên chú.
chỗ này còn sáng giới luôn nè. Cái này mấy anh chú dặn á, dặn ra phá nè. Sao đâu mà nó không dặn được. Đây nè, đó, phá là gì mới dặn được. Còn không là dặn không được. Đó. Rồi, cái này mấy chú để gì xây nè. Cái này là để hàng chơi, trưng bày và sưu tầm thôi mấy chú ơi, chứ giờ mà khoan mà ai mà xách cái khoan ra mà khoan đồ là thôi thua. Đó, vậy trưng bày sưu tầm được chơi thôi chứ. Cái này 43 hay 120 nghìn. Rồi, 44 44 một con eto nhỏ mini nè. Quy tô nhỏ màu đen hoạt động ok nè, miệng nè, miệng nó cũng còn khá đẹp đến chú ha. Con này hàm nó là 5 phân ha mấy chú ha, 5 phân. Rồi số 44 300. Nhận vô đi. Rồi 45. 45 cây này quá trời đẹp mấy chú. Cây này con dội nè, Tajima 450. Con này 500 rất là mạnh mấy chú. Ây da. Con này quá trời đẹp luôn. Cái này nó có đầy cái núm luôn nè. Dây còn đẹp luôn ha. Cái này nó có một cái chế độ khóa nè. Cái nè, này nó đang nằm block rồi nè, này nó mấy này mấy chú bấm nó xuống nha, mấy chú bấm cái này xuống. Đó mới lấy này lấy mới đóng được nè, đó. Nó có khóa ha. Thông này hả? Cái này nó có cái chắc là cái này mình cho anh dây dài tới đâu là mình khóa lại ha. Nè nó có cái nút chỉnh này nữa mấy chú nha. Nè. 50 mm. Tức là dài 50 m. 2 inch. Tại vì nói chung là cái này nó có nhiều chế độ nè mấy chú nha. Mấy chú về ngâm cứu thêm đi. Nói chung là cái này thì nó đẹp xuất sắc. Rồi, cái này 45 ha, 200. 46. 46 rồi, bộ sủi nè. Bộ sủi, sủi gỗ điêu khắc. Đó. Cái này nó đủ thứ xây hết mấy chú nha. Nè, nhỏ lớn, bầu dũng, tròn, cong méo gì tùm lum hết chứ. Cái này hàng bãi nha mấy anh chú, mấy cái miệng mà khi có cái miệng nhâm đó mấy chú về mấy chú mài lại nha, chứ không phải cây nào cũng đẹp đâu mấy anh chú nha. Rồi số 46 em 150 nghìn. Rồi 47 một con cút chim. Con cút này quá vừa tầm tay cho mấy anh chú xài. Con này 1 kg. Nó có để nè, 1 kg nè. Nước sơn còn đẹp nha, nước sơn màu quân bộ đội nè. Đây cái lưỡi cút đã mài mài đi cho mấy chú nè, để nhiều chú về mài cái lưỡi này cũng hơi bị lâu á, không có máy á mài lâu lắm đó, cho nên lưỡi này được mài bén ha. Về mấy chú ha, cái này nè sắn chặt đào là xới là ok luôn. Cái này nó dài được 38 mấy chú ha, bảng của nó nè, bảng của nó là được 6 phần. Rồi số 47 200 nghìn. Cái liềm dày ha, cái liềm này có thể là chặt được cành luôn á. Cái liềm này như một cái lưỡi liềm của phụ. Cái này nó dày đến 6 ly á. Đâu mà trời, cái thứ gì nhìn muốn
cây này nó để 190 nè, chữ Nhật in chìm ha mấy chú ha. Đó. Đó, cái này dưới trên cao mà chặt luôn, nó dày mà. Nó không phải mấy cây mỏng mà chọc lên góc lá chuối nè. Cái này Nhật cành dừa đồ, chặt dừa đồ ok. Cái này nó dài được 37 ha. Cái lưỡi của nó nè, lưỡi nó dài được 14. Rồi, số 48 ha, 140 nè. Rồi 49, một con bò làm vườn luôn, một cái cuốc nhỏ mini ha. Cuốc này chưa có mài, mấy chú này mài. Cuốc này chưa mài. Đó, cuốc này nhỏ gọn. Này bản lưỡi của nó là được 7 phân. Đó, rồi một cái liềm nè. Rồi một cái xẻng luôn. Xẻng này dày nè em chú nha. Xẻng này xài ok. Tính thử. Rồi số 49, 100 nè. Rồi 50 nè. Cửa hàng khách nó dời bên kia rồi anh. Nghe nói chuyện nhanh đấy. Dẫn hết qua, anh mua gì dẫn qua đi. Anh mua gì dẫn bên qua kho đi. Cây này cây cúc nè. Đó, cây cúc mà đồ mà cúc này vừa tầm tay xài ở nhà làm vườn luôn. Tầm tay xài lắm mấy chú nha, mà nó cũng dày lắm. Rồi một cây đầu nhọn nè. Đầu chặt luôn nè. Đó, cán còn ok luôn ha. Rồi số 50, 70 nghìn. Rồi 51 nè. 51, cây này cây cưa xếp Bakuma ha. Cán thì màu xanh nhưng mà nó có sần rồi. Màu này cái nó sần cái nhìn cũ ghê. Lưỡi thì còn bén nha chú ha. Đó, mấy cái lưỡi này còn xi không bị mẻ. Răng nào hết. Đó, mấy cái này mấy chú phải dụ sơ cái lưỡi lại mới xài ok. Cái này lưỡi 21 anh chú ha. Cái này xài thời gian mà mòn hết lưỡi rồi mấy chú có thể mua lưỡi mới thì thay, mua lưỡi gum boy rồi thay vô là ok. Rồi số 51, 120.000. Rồi 52 nè. Một cái cưa ARS. Đây ARS made in Japan luôn. Cây này á, nó mắc hai cái nút đỡ rồi. Cái này cán nhôm luôn mấy chú, kéo này kéo tỉa cành của tỉa hàng rào của ARS nè. Nhìn cái lưỡi thôi nó rất là sắc bén luôn. Cây này nó chóc xi nhẹ đây. Cán thì rất là ok ha. Nhưng mà cái giá đỡ này vô này nó mắc hai cục này rồi, mình cắt nó sẽ qua luôn ha. Đó, mình cắt nó sẽ lưỡi nó sẽ qua luôn như thế này. Nhưng không có vấn đề luôn mấy chú, cắt ok luôn á, tại vì đã cắt thử rồi, nó rất là bé. Trời đất ơi là đâu mà đọc tay. Tại vì tiền gờ cái lưỡi thì thấy nó rất là sắc bén đó ha. Này mấy chú tỉa hàng rào là ok luôn đó. Cái kéo này á, thép của dòng ARS á thì nó bén là mấy chú biết rồi ha, dòng ARS thì rất là ok luôn đó. Cái lưỡi này tới chỗ cắt là nó được 15. Cái này là tổng thể chiều dài của nó được 62 năm. Muốn chế thì cũng được ha. Đó, tùy mấy chú, lưỡi không mẻ mấy chú nha. Nè. Đây chỗ này nó có cần nhâm, có gì mấy chú về mà lại thêm nha. Rồi, cái kéo này số 52 150 nè. Rồi 53 nè, một cái lưỡi cua ARS. Đây, cái lưỡi ARS nè. Cái lưỡi này như mới mấy chú nha. Quá trời bán, cái cửa lưỡi này là khỏi mài, khỏi vũa. ARS cây kéo này, cây cưa này nó cưa cành trên cao nè. Lưỡi quá trời bán luôn. Cái lưỡi này nó dài 25. Tới chung cách dài hơn 25. Đó, bên nào cũng còn đẹp hết. Rồi số 53, 70 nè.
34 nè. Đây một cái lưỡi ARS luôn ha. ARS mặt đen sa bằng, mấy cái lưỡi này có vé siêu xuất sắc. Lờ vô ha, cái bé mà miếng lô này nằm chỗ ARS thì có kéo có cưa luôn, cái này dài 25 luôn nè. Rồi số 54 70.000. Rồi 55 nè. 55 mấy cái lưỡi này lưỡi cưa sắt mấy chú ha. Đó, cưa sắt nè. Đó mấy chú mà xài cưa sắt 26 xăng nè, nó để là 250 mm. Cái lưỡi này nó một bên đầu thưa một bên đầu dày nè. Đó. Rồi số 55 ha, 50 nghìn. Rồi 56 nè. 56. Này, một cái lưỡi cưa ngắt này nè. Cưa lát này nó có cán mà nó mất cán nè, mình chú nó tát cán rồi nè, mình chú về làm đóng cái cán vô, đóng cán gỗ ốp vô là ok. Cái lưỡi này rất là bén nha. Cái lưỡi này là còn rất là nhọn luôn. Rồi, cái lưỡi này dài dài 240 nè. Cái này lưỡi cưa mịn. Cái này nó bị ốm anh chú, mà lưỡi nè, bên này lưỡi nhuyễn nè, bên này lưỡi thừa nè, bé siêu xuất sắc luôn. Cán nó nè, đẹp. Rồi số 56 ha, combo 56 này là 100.000. Rồi 57 sẻn. Đây cái sẻn inox anh chú, chữ Nhật in chìm đây nè. Nhưng nó cái này cũng mới tinh luôn anh chú. Mới mà nó sáng giới luôn ha. Mới cứng khừ ha. Cái này sẻ này rất là dài. Cái này nó dài được tới chỗ đào được 16 nè. Mã rộng ngang nó 7 phân rưỡi nha. PC luôn. Cái này còn móng luôn nè. Cái này nó cạ ngoài nó chạy. Đẹp. Rồi cái này 57 nha, 70 nè. Đi lóc 58 một cây nóc đó nè. Đây có chữ in chìm trên đây nè. Còn cầm luôn không được, hoặc là mấy chú làm cán thôi. Nếu mà là tại cái này nó bự luôn, cái giá này nó bự cực kỳ lắm nha. Hoặc là làm cái cán thì thường này cái này nó bự thì mình làm cái cán á, mình đóng cái cán gỗ á, mình để vô đây nè, cái mình lấy đóng con tán lại đây nè. Thường là mấy cán này người ta làm cán nữa, tại vì nó to nó bự nữa. Cái này nè, bản rộng nó tới là 11 năm ha. Cái này nó dài tới đây là được 17 năm nè. Đó, cái này luôn cán thì nó là vậy thì mình xúc luôn cũng được, không thì mình cứ làm cán mình đứng mình xúc đó. Cái này làm cán mình đứng xúc như giống cái len vậy đó. Ok, cái này to. Rồi cái số 58 này 70.000. Và cái nhôm này nó mỏng hơn cái vừa rồi. Rồi 59 nè, 59 cây này á, cán này cũng yên, cái này cũng inox luôn ha, cái giá này cũng inox luôn. Chữ hình chìm luôn đây nè, có chữ chữ, nhưng mà cán thì cán gỗ ha, cán thì nó không còn được đẹp nữa, cán thì nó mục giống như mục rồi. Nhưng mà còn cứng khừ mấy chú nha, còn đang cứng khừ luôn. Rồi số 59 50 nghìn. Rồi 60 nè. 60 cái này chú làm bonsai, trồng cây nhỏ nhỏ nè, mình vô mấy cái hũ chậu nhỏ nè. Đó. Trồng đất nhỏ nè, nó cái cào nhỏ luôn ha, ba găng. Đó mấy cái này múc vô hũ nhỏ nhỏ đồ xới vào trong đó ha. Rồi. Cái này số 60 80 nghìn. 60 80. Ở đây á mấy chú dùng về chế ok, chế cái cọng kẽm sổ vô đây là mình
móc lên đây luôn. Thường thì cái móc nó nằm ở chỗ này, nhưng mà giờ mình lấy cũng kẽm mình móc lên đây luôn nha. Cán thì còn cứng thừa, ok. Cán này nó rất là ô về luôn, cầm nó rất là chắc tay. Cái lưỡi nè, cái lưỡi này dài nha, cái lưỡi này nó dài tới 8 phân ha. Cái này luôn, cán là dài 25. Về chế cái tay luôn, cái móc lần nữa ha. Mấy chú nghe chắc ồn ha. Một cây tông thẳng luôn ha. Hai cây này dài cũng lên tương đương với nhau, khá to, ok luôn. Rồi 63 100 nghìn. 64 nè. 64, cây cắt tôn sống em anh chú ha. Chữ anh chị bên đây nè. Bên đây có chữ anh chị luôn, cây này ha. Cây này nhìn nó kiểu dáng nó yếu điệu cây này mắt rất là bé quá chú, cây này có con sống còn bé ha, cây này dài cả 25 rồi, này dài gần 30 luôn mấy chú ha, dài 30, 64 nè, 50 rồi, 65 mã số cuối cùng, mã số cuối cùng cây kéo này quá trời quá đất cây này luôn, cây này nó dài 38 luôn mấy chú, lưỡi nó tới 13, lưỡi cắt nó tới 13 xăng lận. Trời, cái kéo mọc in ở đây, mọc in đây, chữ in đây nữa, thép thì thép đúc nguyên khối, nặng bạc cố luôn, cái lưỡi nè, thép còn rất là đẹp, lưỡi dài nha. Đó, này nó chút cắt dài là ok. Đó, cắt cái dài luôn, cắt cái cả mét, cắt cái cặp, cắt cái là tất ba đó, quá đẹp. Rồi số 65 ha, 140.000 kết thúc cái video ngày hôm nay luôn. Rồi mấy chú bên Sóc Tiền thì cũng còn mặt hàng cao su chân máy vậy đó, cao su chân máy, búa su rồi nè, đó búa su, cao su chân máy, chân máy giảm chấn á, máy giảm chấn chống rung á, chống rung chống trượt á. Đây nè, phi nó có 3 loại, phi nhỏ nhất của nó là phi 50, 60, 80 ha. Phi này phi 80 nè, phi này phi to đùng luôn, 80 phi này là nó 25.000 một cục đó. Ốc 12, ốc 10-12 ta, này quên đó. Cái này á, 10-12 về gì mấy chú cũng dễ xài, giống như là hiện tại nguồn ốc bên đây á, là nó ốc 10 đi, nhưng mà cái co cái máy của mấy anh ở nhà muốn bắt 12 á, thì mấy anh đóng cái này ra ép vô cũng ok luôn, tại vì cao su nó có độ đàn hồi á, mình để vô một tí nước hoặc là mà nước xà bông á, mình ép vô rất là ok luôn ha, 10 lên 12 là ok. Đó, cục này thì nó 25.000 cục nè. Đồ nói chung là còn nhiều đồ lắm từ lum hết trơn á. Thì cái mặt hàng này, cái này tiện thủ công ở nhà nè, cho nên là mấy chú mua lúc nào cũng có mấy cái này hết á. Cái này là phi 60. Phi 60 thì nó 20.000 cục, rồi phi 50 thì nó 15.000 cục. Rồi nếu chú mà có cần hàng thêm một hàng gì thì cứ bạn nhắn tiền luôn ha. Rồi nếu mà xem kênh thấy thích thì cho mình xin một like ha, và chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo từ Đăng ha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người, bye bye.